bực ha, bị bực hay mệt luôn này. Alo, các bạn thấy nhìn nhìn thấy màn hình là ok chưa? Lớp Dạ chưa rồi. ok chưa? À. Rồi, mình cái bài này nói về các cái phương pháp trong cái kỹ thuật giải phẫu bệnh hay là các cái phương pháp tiếp cận, kể cả các cái phương pháp nghiên cứu ha, thì giới thiệu sơ cho các bạn nắm một số cái ý trong đây. Nghĩa là mình làm giải phẫu bệnh mình làm cái gì ha? Hiện tại mình làm được cái gì? Còn trong cái tương lai làm được cái gì? Có còn những cái mảng mà nó mang tính chất nghiên cứu, nó cũng liên quan tới giải phẫu bệnh này. Ở đây mình có một cái mục tiêu ha, mình nghiên cứu các cái đối tượng mà để mà mình thực hiện cái giải phẫu bệnh. Cái thứ hai là cái phương pháp để mình làm các cái xét nghiệm đó. À, đây mình có một cái sườn giống như là cái sườn nghiên cứu khoa học, nhìn thấy nó rất là như cái ma trận ha. Như vậy là cái lĩnh vực, cái bài bài mình cái nội dung của mình hôm nay mình triển khai, mình giới thiệu với các bạn là các cái đối tượng mà trong cái giải phẫu bệnh và cái phương pháp để mà mình tiếp cận các cái đối tượng đó và mình làm được các cái xét nghiệm gì. Thì hiện giờ các bạn thấy là cái trong cái đối tượng này các bạn, thì sinh thiết là các cái mẫu mẫu sinh thiết đó các bạn, các cái mẫu mô ha, mẫu mô mà mình lấy trên cái người sống thì gọi là sinh thiết, u vú, u giáp, u tuyến nước bọt gì đó, ví dụ như gì là gọi là sinh thiết này, các bạn như gọi là sinh thiết là gì, gì là sinh thiết chủ yếu là cái mấy cái u rồi này nè ha. Đây các bạn, hay người ta cắt cho mình cái này, cắt cái nguyên một cục thịt gì ha, thì gọi là sinh thiết. Mình đọc những cái mẫu mô bệnh. À, mẫu mô bệnh trên cái người sống gọi là sinh thiết. À, một cái kỹ thuật khác mình chọc đơn giản hơn là mình lấy tế bào ra thì gọi là cái lĩnh vực tế bào học. À, ngoài ra mình vẫn có thể phẫu tích những cái giải phẫu tử thi nha các bạn, giải phẫu tử thi bệnh lý. À, giải phẫu tử thi bệnh lý ví dụ như mình làm một cái autopsy nha các bạn. Autopsy ha. À, người ta giải phẫu tử thi một cái trường hợp gì ha, đâu mất rồi đây ha. Thì mình lấy systematic, mình lấy từ trên xuống, mình lấy các cái mẫu mô mình nghiên cứu trên người chết ha, trên xác chết thì gọi là autopsy, gọi là tử thiết ha, các bạn lấy mẫu trên người chết đâu rồi ha. Lấy mẫu trên người chết thì gọi là tử thiết. Như vậy là trong cái đối tượng, cái nhóm mà mình tiếp cận là thứ nhất là sinh thiết trên cái người sống. Sinh thiết này nó ra là mô thịt ha. Cái này tế bào. Nhóm thứ hai là người chết ha, tử thiết. Thì các bạn thấy tử thiết trong trong cái chuyên môn mình nó có hai cái kiểu giải phẫu tử thi hết các bạn. Một kiểu là giải phẫu tử thi bệnh lý ha, kiểu của Mộc Ca Nhi ha, bệnh lý. Một cái kiểu giải phẫu tử thi thứ hai là giải phẫu tử thi pháp y này. Tuy nhiên cái mẫu mình lấy ra các bạn, mình cắt ví dụ như mình lấy não miếng, cái tim miếng, gan miếng, ha, dạ dày miếng, mọi thứ mình lấy một cái phổi miếng ha. Thì cái cách mình xử lý các bạn nó cũng giống như sinh thiết thôi ha. Người chết nhưng giống như người sống thôi ha. Như vậy là cái đối tượng, ngoài ra cái đối tượng này mình còn có một cái đối tượng là động vật thực nghiệm nữa, ví dụ như con heo nó bệnh gì ha, bệnh tả tả heo châu Phi, hay là con chuột mà mình đầu độc nó bằng một cái loại thuốc gì đó, sau đó mình đọc cái tổn thương thì mình cũng cũng là một cái mảng này, nhưng thỉnh thoảng mình phục vụ cho một cái nghiên cứu đó, chứ nó không có thường quy. Như vậy là với cái sinh thiết này thì mình có một cái kỹ thuật gọi là mô bệnh học, hay là cái kỹ thuật xét nghiệm xử lý mô, xử lý mô mô bệnh học, mình xử lý sinh thiết và tử thiết. Cái mảng thứ hai là tế bào, xét nghiệm tế bào này đơn giản hơn nhiều các bạn, tế bào này làm đơn giản hơn nhiều ha, nhanh hơn nhiều. Ở trong cái gọi là thế kỷ 20 này, người ta phát triển thêm nhiều lĩnh vực, nhưng trong đó nổi bật nhất là hai cái mảng hóa mô miễn dịch, hóa mô miễn dịch và sinh học phân tử. Hóa mô miễn dịch này ha, nó phục vụ cho cái mô bệnh học này hay là tế bào này ha. Thí dụ như hóa mô thì nó phục vụ cho này, phục vụ cho này thì gọi là hóa tế bào các bạn. Có một bạn nào mới vô gì đây à.
Như vậy là hóa tế bào miễn dịch ha, hóa mô miễn dịch, tế bào miễn dịch. Cái lĩnh vực này là sinh học phân tử này ha các bạn, là thường người ta sẽ làm cái giải trình tự gen ha, giải trình tự gen của một cái bộ gen người, người ta giải một phần nào đó ha, người ta phát hiện cái này nó có liên quan tới cái đột biến nào đó, ung thư nào đó, liên quan tới ung thư di truyền vân vân. Thì cái này sinh học phân tử này có thể nói là đỉnh của cái đỉnh nhất của cái thế kỷ 21 này ha. Như vậy là trong cái phần giải phẫu bệnh của mình sẽ có ba cái đối tượng là sinh thiết, tử thiết và tế bào ha. Trong cái kỹ thuật thì mình sẽ có cái kỹ thuật mô bệnh, kỹ thuật tế bào. Ngoài ra còn có hai cái hỗ trợ nữa là hóa mô miễn dịch và sinh học phân tử. Người ta giới thiệu mình cái tiếp cận đầu tiên hết các bạn. Mình học học y khoa thông thường mình hay hay nói cứu người không ha. Tuy nhiên cái nguồn của cái để người ta nghiên cứu các bạn, cái gọi là cái đối tượng hay là cái nguồn nguồn mà cái bằng tốt nhất để nghiên cứu thì nó lại rơi vô cái tử thiết này ha, tử thiết ha. Người ta nói đây cái các bạn thấy là mình trong trong bệnh viện ha, mình điều trị mình làm đủ thứ hết ha, nhưng mà tự nhiên chết ngắt ha. Có những cái gì đó ngoài cái ý muốn của mình ha, ngoài cái dự kiến của mình thì bệnh nhân chết. Thì những người hồi xưa các bạn người ta hay giải phẫu tử thi các bạn, người ta mở ra để coi cái thực sự là tổn thương là cái gì ha. Các bạn thấy mình khám mình làm hết các cái cận lâm sàng nhưng trên thực tế là mình cũng không với được nhiều lắm đâu ha. Thì các bạn thấy người ta mở ra người ta coi những cái tổn thương như thế nào, thì cái giải phẫu tử thi này đối chiếu với cái lâm sàng và nó có cho mình một những cái kết quả rất là mỹ mãn, rất là sâu. Người ta nói có hai cái kiểu giải phẫu truyền thống các bạn, một cái kiểu là lấy nguyên khối, một cái kiểu là phẫu tích cái chỉ lấy một cơ quan thôi. Thì cái này mình chỉ lướt qua ha. Người ta giới thiệu cho mình những cái nhân vật mà cứ bằng những chuyên gia hàng đầu về cái giải phẫu tử thi này ha. Ví dụ như người ta bên cái Việt Xô thì ông này có một cái sở trường là lấy lẻ ha, hoặc là lấy khối cơ quan ha. Rukitansky này ông này cũng có 30.000 cái ca đối chiếu giải phẫu tử thi với lâm sàng ha. Lecter, Gon, những cái tên tuổi rất là lớn, người ta giới thiệu cho mình. Đây các bạn, giải phẫu tử thi ha. Các bạn thấy là mình khám lâm sàng ha, mình mò mẫm, mình làm rất nhiều xét nghiệm, nhưng khi giải phẫu tử thi người ta mở ra, người ta mở một cái là nó trống phọc ra ha. Cái người đó là có rất là nhiều vấn đề trong đó ha. Các bạn hình dung những cái người mà khoảng từ 50 tuổi trở lên các bạn, nó như cái máy mà chạy 50 năm vậy ha. Thì khi mà nó có sự cố thì các bạn mở ra các bạn hình dung là nó sẽ có nhiều cái nhiều cái thứ trong đó để bàn. Thì người ta nói cái khám nghiệm tử thi này nè các bạn, nó giúp ích được gì, nó giúp ích được gì, thì người ta nói nó cung cấp cái kiến thức cái kỹ năng cho bác sĩ lâm sàng ha. Nếu mà khi mình về về sau mình khi mình làm lâm sàng các bạn, mình có điều kiện mình xem giải phẫu tử thi nha, các bạn tham gia giải phẫu tử thi mình sẽ thấy có rất nhiều cái thứ mà mình ít ít hình dung tới ha. Rất là hay các bạn, giải phẫu tử thi này người ta nói giải phẫu tử thi này đầu tiên nó đảm bảo cái chất lượng chẩn đoán và điều trị ha. Khi mà mình điều trị một bệnh nhân mà nó có vấn đề ha, có những cái thứ mà nó ngoài ý muốn thì người ta sẽ giải phẫu tử thi, nó sẽ trả lời mình những cái câu đó, nó trả lời mình là gì các bạn, nguyên nhân tử vong, chẩn đoán cuối cùng, đáp ứng điều trị vân vân, hàng loạt các cái câu hỏi. Cái câu hỏi câu câu trả lời này nó không phải giống trong hồ sơ bệnh án hết các bạn, hồ sơ bệnh án nó không có nhiều cái thông tin như thế này. Cái bệnh lý đi kèm hết các bạn, ví dụ như mình thấy người ta vô người ta ho, người ta siêu hấp, mình chẩn đoán là bị phổi, bị COVID, bị đủ thứ hết, thì khi mình phát hiện ra nó có những cái vấn đề khác hết các bạn, thì thời gian vừa qua các bạn coi thời sự rồi những cái khu cách ly rồi đó, nó cũng có nhiều vấn đề nó khác đi, thì nếu mà những cái trường hợp giải phẫu tử thi các bạn sẽ thấy là nó lộ hết. Một số cái trường hợp các bạn ung thư tiềm ẩn, ví dụ như người ta nói ung thư tiền liệt tuyến, mình phát hiện trên cái người sống rất là ít nhé các bạn. Ung thư tiền liệt tuyến mình phát hiện trên cái người sống rất là ít ha. Nhưng khi người ta giải phẫu tử thi mà người ta gọi là giải phẫu tử thi systematic, người nào trên 70 tuổi chết giải phẫu tử thi thì người phát hiện ra cái này
một cái tỷ lệ rất là khủng, rất là lớn. Phát hiện ra những cái hội chứng mới, ví dụ như hội chứng Ray, hội chứng SARS, một hai năm nữa người ta sẽ công bố cho mình cái SARS-CoV-2 trên cái mô bệnh học hay là giải phẫu tử thi, hội chứng đông đặc phổi, hội chứng gì đó, đại khái là chết từng giai đoạn, nó sẽ cho mình nguyên một cái, ví dụ như cái SARS, SARS này, SARS một này, SARS kinh điển này, thì nó nói là cái tổn thương phế nang lan tỏa, cái tên của nó là vậy ha. Và cái SARS-CoV-2 thì chưa có thấy công bố, một một trong vòng năm là mình sẽ thấy có cái hình ảnh. Cái nghiên cứu về địa lý, nghiên cứu về dịch tễ bệnh lý ha. Khám nghiệm tử thi này nó còn dạy dạy cái bác sĩ giải phẫu bệnh, giám định viên và sinh viên. Như vậy là các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái, người ta nói là có rất là nhiều cái lợi ích trong cái giải phẫu tử thi này ha. Và người ta lấy mẫu sample, người ta nghiên cứu về vi thể, về các cái tổn thương. Nói nghe hay vậy ha, nhưng mà người ta nói xu hướng giải phẫu tử thi ở trên thế giới là nó giảm hẳn luôn, giảm rất là nhiều, rất là ít nơi làm. Có hai lý do chính người ta đưa ra. Thứ nhất là cái chẩn đoán hình ảnh các bạn. Hiện giờ thì cái chẩn đoán hình ảnh nó với rất là sâu vô cái cơ thể người ta. Thí dụ như một cái trường hợp ung thư mà ở giai đoạn cuối, người ta làm bone scan ha, người ta scan toàn bộ các cái cơ quan, người ta làm đủ thứ, thì người ta nói là cái con người đó các bạn với rất là sâu vô các cái vị trí trong cái cơ thể bệnh. Cái thứ hai là cái vấn đề pháp lý ha. Các bạn nghe nói là giải phẫu tử thi nghe nói dễ ăn lắm các bạn. Nếu mà mình tư vấn giải phẫu tử thi ha, hội đồng khoa học của mình, bệnh viện họ đồng ý ha, thì tới mình tư vấn cho cái người bệnh ha, họ đồng ý. Tuy nhiên nếu mà mình giải phẫu tử thi ra mà nó khác với những cái chẩn đoán của mình, những cái xử trí của mình nó không có phù hợp. Ví dụ như mình nói cái người đó là bị một cái gì, cái chấn chấn một cái chấn thương gãy xương đùi, chấn thương đa chấn thương, mình lên mình điều trị. Tới lúc mà mình giải phẫu tử thi thì người ta nói nó gãy xương sườn, thủng phổi, có vài cái điểm mà mình gọi là trong cái chuyên môn mình bỏ sót, thì cái trách nhiệm nó rất là nặng các bạn, trách nhiệm pháp lý này rất là nặng. Thành ra nói chung là các bác sĩ người ta cũng rất ngại, cái gì vụ gì mà cho qua được người ta cũng cố 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 người ta tránh được thì người ta tránh, không không dễ ăn. Như vậy là cái mảng giải phẫu tử thi mình sẽ có một cái phần mà mình lấy mô bệnh học, mình nghiên cứu, lấy mẫu ra để mà mình coi. Cái mảng thứ hai là cái mảng sinh thiết các bạn. Nguyên cái chữ này là các bạn, cái chữ này là surgical pathology, thì mình dịch là giải phẫu bệnh ngoại khoa, bệnh học ngoại khoa. Nhưng thực ra cái chữ này nó hàm nghĩa liên hội ngoại sản, tai mũi họng gì nó cũng vô này hết. Thì mình nói cái giải phẫu bệnh sinh thiết. Cái này nó có một số cái thuật ngữ mà nó đi đi song hành với nhau, mô bệnh học, giải phẫu bệnh học hay là tế bào học vân vân, thì nó trong cái gói của cái surgical pathology này. Thì cái surgical pathology này nó phân ra rất là nhiều ngành nha các bạn. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh mà Đại học Y Dược, Đại học Y Dược thì họ họ chia ra những cái người người ta làm nghiên cứu sinh hay là người ta đi sâu vô cái mảng đó. Ví dụ như một cái ngành mảng niệu học thì ở thành phố Hồ Chí Minh mà trung tâm đào tạo có anh Quỳnh Ngọc Linh, neuropathology này hồi xưa thì có ông Trần Minh Thông, dermatology này thì có ông Hà Văn Phước, bên này có sản phụ khoa thì mình có hai cái cánh rất là lớn là Từ Vũ và Hùng Dương, nhi khoa thì có cái cô Nguyễn Thị Khang. Như vậy là các bạn sẽ thấy là người ta chia chia ra và người ta đi rất là sâu. Các bạn, mình ở Cần Thơ mình không có nhiều người chơi, mình đọc tuốt hết, giỏi hơn người ta. Như vậy là những cái trường hợp mà mình khó gặp khó, các bạn, mình rộng thì mình không có sâu, thì những cái trường hợp khó thì mình hội chẩn, mình xin ý kiến họ, họ chỉ dẫn mình, họ dạy mình. Thì các bạn lưu ý là trong cái lĩnh vực này, cái mảng này rất rộng và rất sâu, và không ai mà người nào mà giỏi được nhiều hết, mình biết được bao nhiêu thì là tốt lắm rồi. Như vậy là rất là nhiều cái chuyên ngành để mà mình có thể mình đi nhé các bạn. Và các bạn hình dung là như như các bạn vậy ha, mình đi vô một cái mảng nào đó, mình mất khoảng 5 tới 10 năm là chưa có nhúc nhích gì trong
trong cái thế giới đó cả. Ha, thật ra là cái này là một trong những cái sân mà sân 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 rộng sâu ha các bạn, rất là nhiều cái chuyện để mà mình học. Như vậy là trong cái lĩnh vực mà mình hay tiếp cận nhất là bệnh học ha các bạn, bệnh học mà nó liên quan tới cái sinh thiết trên cái người sống và chủ yếu chẩn chẩn đoán bệnh, chẩn đoán giải phẫu bệnh. Ha. Trong cái thế kỷ 20 này người ta phát triển kỹ thuật gọi là hóa mô miễn dịch. À, thì cái là một trong những cái gọi là cứu cánh, à, nó là phát triển. À, như vậy là cái công chuyện giải phẫu bệnh cụ thể là cái gì các bạn? À, ngoại ngoại khoa, à, sản khoa gì đó, người ta mổ, người ta cắt cho mình cái cục thịt, mình xử lý mô ra cái tiêu bản, đọc kết quả. Đó là cái công chuyện chính của giải phẫu bệnh. À, khi các bạn học ở cho bên 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 bộ môn, các bạn sẽ thấy là người ta cắt thịt và người ta đọc lam. À, trong đó là các bạn sẽ đọc những cái làm mẫu mẫu để thi, à, thì nó khác với cái làm thực tế làm mẫu để thi. Đầu tiên giới thiệu các bạn cái kỹ thuật mô bệnh này các bạn ha. Cái mô bệnh này chỉ đơn giản là cái kỹ thuật mà mình làm tiêu bản, làm tiêu bản mô bệnh này. Người chết là gọi là sinh thiết, mà người sống, người người sống người chết là tử thiết, người sống là sinh thiết. Cái quy trình nó làm giống hệt nhau thôi, à, làm ra ra tiêu bản giống hệt nhau. À, tiêu bản cõi soi trên kính hiển vi, thì các bạn thấy là cái quy trình này ông Việt Xô ông đưa ra rất là lâu và cho tới thời điểm này thì cũng không có thay đổi nhiều hết các bạn. Những cái nào mà nó thuộc gì khoa học mà chuẩn ít có thay đổi lắm các bạn. À, của mình thì xu hướng mình thích là đổi mới, mình thích làm cái gì lạ lạ, nhưng thực ra khoa học nó chả thay đổi nhiều đâu. À, con người mình so với con người xưa nó cũng vậy. À, ít thay đổi nhiều. À, và người ta coi trên kính hiển vi để người ta chẩn đoán. Giới thiệu các bạn là cái kỹ thuật mô bệnh học các bạn. Đây, cái kỹ thuật này người ta cắt miếng thịt này ra, à, mình làm tiêu bản. Đây các bạn có thể u. À, thì với một cái mẫu này các bạn, mẫu này hay là trên bên cái tổn thương này. À, cái này, à, ví dụ như gì hả các bạn, mình có cái u, những cái u này, à, à, có cái u này anh ta lấy ra cho mình coi u này, thì các bạn sẽ thấy là mình khi mình có cái u này thì mình sẽ, hoặc là cái u của đường tiêu hóa, ví dụ đây mình clip đi, đây các bạn, u u là cái này, cái cục này, đây, u là cái cục này, à, u gì cũng được hết các bạn, trên cái người sống hay người chết thì mình cứ mình làm thuốc. À, như vậy là mình sẽ cắt, mình chọn cái sample, à, cắt mình chọn, thì các bạn sẽ thấy mình có một cái kỹ thuật mình cắt, à, cắt ví dụ như ruột thừa này mình cắt kiểu này. À, như vậy các bạn lưu ý là nếu mà những cái bệnh bình thường thì người ta cắt khác chút xíu, và bệnh ung thư thì người ta cắt chi tiết hơn, nó đòi hỏi là cắt rồi khảo sát hạch rồi diện cắt đủ thứ. Tuy nhiên cái này mình, nếu mình có học, mình có làm vài bữa mình quen, không phải là khó gì cả. Nó là cái skill, cái kỹ năng, nó là kỹ năng, nó đòi hỏi mình làm mình nó đòi hỏi mình thấy rồi mình làm, mình học hỏi là sao là xong. À, như vậy là cái khâu đầu tiên của mình, cái tiếp cận cái cục thịt đó các bạn, là mình sẽ phải cắt lọc, cắt lọc. À, thì cái này mình cũng phải học. À, đầu tiên là chỉ giới thiệu với các bạn là mình cắt, mình coi người ta cắt. À, sau đó mình mới 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 xử lý mô hết các bạn, mình cắt lọc sau đó mình xử lý mô. À, xử lý mô mình có cái máy này các bạn, cái máy này các bạn sẽ thấy là nó xử lý khoảng 12 lọ và nó mất khoảng 18 tiếng đồng hồ. À, nó qua phọt mon, cồn, silen, pha sáp, thì cái quy trình này người ta làm lâu lắm rồi các bạn, cho tới giờ thì nó không thay đổi gì nhiều cả. Các cái máy này nó có cải tiến rất là nhiều dòng cải tiến mới, à, có dịp thì mình sẽ nói thêm, nhưng cái quy trình và cái nguyên lý thì không thay đổi gì vậy. À, mình chỉ làm ra cái mô, sau đó mình cắt hết các bạn, mình cắt mỏng,
Đây mình cắt này, có máy cắt vi thể nữa các bạn. Cái này mình có một câu trắc nghiệm đây nè, mình cắt khoảng 3 đến 5 mm. À, máy cắt mình vô mình coi cái máy cắt của người ta ha. Đây máy cắt của người ta lên khơi nó trên à. Nó cũng cái nguyên lý cũng vậy ha các bạn, cắt mình chỉ cắt việc cắt mỏng lại thôi. À, để lên cắt mỏng lại ha. Cắt ở cái tên của nó là các bạn thấy micro thì các bạn hình dung là nó cắt ở cái 3 đến 5 micromet. Cái này người ta giới thiệu, người ta làm ra nhiều cái sản phẩm lắm các bạn, cắt tự động nó quay tự quay luôn. Cái thứ hai là bán tự động, cái thứ ba là cắt bằng tay không, bằng tay cơ không ha. Đây nó là cái mình cắt cái mình cắt cái mẫu mô như vậy, là người ta hỏi mình cắt dày bao nhiêu, mình cắt khoảng 3 5 micromet à, cắt xong mình bỏ lên cái tiêu bản đó các bạn, bỏ lên cái tiêu bản. Như vậy là để mình có cái tiêu bản mình mất khoảng trung bình là khoảng 24 tiếng đồng hồ à, các bạn, trung bình 24 tiếng đồng hồ. Như vậy để người ta cắt cắt liền luôn hết các bạn, để cắt liền luôn thì người ta vừa sử dụng cái phương pháp gọi là cắt lạnh. Cắt lạnh ha. Người ta nói mất mất thời gian khoảng 24 tiếng là lâu quá, cắt lạnh. Cái nguyên cái này nó nếu mình làm thì nó sẽ cọc trong vòng 30 phút. 30 phút. Ở Cần Thơ mình có bệnh viện Trung ương nó có một cái, bệnh viện ung bướu nó có một cái. Cái nguyên lý của cái cắt lạnh thì rất đơn giản các bạn, nó bỏ cái máy cắt này vô cái tủ lạnh thì gọi là cắt lạnh. Nó chạy được cho mình ở nhiệt độ trừ 25 độ. Và cái miếng thịt tươi mình để vô là nó cứng ngắc luôn. À, người ta cắt đây. Thế là gọi là cắt lạnh. Cắt lạnh này rất khó đọc các bạn, thành ra người ta áp dụng thêm một cái phương pháp nữa là áp lam để người ta coi tế bào trước rồi người ta mới mới cắt lạnh ha. Thì đó là cái kỹ thuật mà người ta làm tận dụng cái thời gian. Như vậy là cái mẫu thịt mình ha, mình sẽ có một cái quy trình xử lý mô mất khoảng 24 tiếng đồng hồ ha. Mình cắt lọc bệnh phẩm, mình cho xử lý chạy, cuối cùng mình cắt cắt đúc mình nhuộm ra tiêu bản. Một cái phương pháp cái tiếp cận thứ hai là cái tế bào các bạn, tế bào học thì các bạn sẽ thấy là mình có cái tế bào bông này các bạn, tế bào chọc hút và tế bào dịch. Tế bào chọc hút, tế bào dịch. Cái tế bào bông này người ta hay đề cập nhất là tế bào cổ tử cung hết các bạn. Tế bào khí phế quản mình đôi khi mình thả họng ra mình có cái cục dĩ chỏ mình quẹt cho mình đọc luôn thì cũng là loại tế bào bông tróc. Tế bào bông tróc này à. Các bạn sẽ coi thông thường cái tế bào bông này người ta lấy cái đại diện của cái này là pap smear hết các bạn. Pap smear. À. Thì như vậy là cái người ta lấy một cái que này các bạn. Cái que. Người ta lấy cái que, người ta soi cái mẫu dịch vô, người ta lấy cái que, người ta lấy cái tế bào à, lấy cái tế bào cổ tử cung. Thì gọi là người ta lấy cái tế bào bông bông tróc này các bạn, đây đây người ta lấy đây, lấy tế bào đây à, lấy tế bào đây nha. Này người ta lấy cái tế bào đây nha. Như vậy là cái tế bào, cái kỹ thuật tế bào nó có thể nói là khi người ta lấy tế bào xong là người ta phết phết trực tiếp lên lam ha, và mình sẽ xử lý trên cái lam đó ha. Người ta soi rửa phế quản ha, người ta lấy ra người ta phết trên lam và mình làm luôn ha. Thì cái này mình sẽ không cần một cái quy trình xử lý mô gì cả các bạn, mình chỉ cố định bảo quản sau đó mình nhựa mình đọc ha. Thì cái kỹ thuật tế bào nó đơn giản hơn nhiều so với cái một kỹ thuật mô ha các bạn. Thành ra sau này mình có một cái mẫu mô mà mình gửi thịt cho người ta thì mình phải đợi vài ngày mình mới có kết quả, còn cái tế bào thì người ta sẽ trả mình nhanh hơn. Một cái cưỡi kỹ thuật tiếp theo trong cái tế bào là kỹ thuật chọc hút bằng kim nhỏ, cọc chọc hút bằng kim nhỏ ha. Đây là một cái kỹ thuật tương đối mới các bạn, mình chịu khó mình đọc sách đàng hoàng chứ không hay mình thấy người ta ở cái xứ mình ngộ lắm, mình thấy người ta làm cái mình ra mình làm được luôn. Dân mình nó, dân Việt Nam mình nó thông minh kinh lắm. Các bạn lưu ý là cái này mình đọc sách thật kỹ để mà mình hiểu được cái nguyên lý của nó. Thông thường mình nói chọc hút là mình chọc vô mình hút dịch, nhưng mà ở đây mình chọc vô cái tạng đặc và mình hút tế bào. Đó là một trong kỹ thuật người ta hay làm nhất là tiếng vú, tiếng giáp, tiếng nước bọt, hạch. Cái nào mà nông mà sờ chạm thì là người ta làm rất là tốt.
Còn gan phổi những cái mà vô sâu á, thì sử dụng kim rất kim 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 dài hơn, và người ta thích sinh thiết bằng kim lõi hơn các bạn, hơn là chọc ép bên này. Ép bên này mình sẽ coi một cái kỹ thuật ép bên này này các bạn. Ép bên này thì trong cái phần giải phẫu bệnh này sẽ giới thiệu cho các bạn, là giới thiệu chung chung thôi, còn các bạn mai mốt mình muốn tiếp cận một cái mảng nào thì mình sẽ phải đọc sách thêm hết các bạn, thậm chí mở mạng lên coi. Thì các bạn thấy tuyến giáp này các bạn, cách đây vài năm thì người ta chọc hút người cái kỹ thuật người ta chỉ tùm lum hết, nhưng về sau này thì xu hướng của người ta là người ta chọc qua siêu âm ha, phải có cái dẫn đường của siêu âm thì người ta chọc nó sẽ ok hơn, nó lấy trúng cái tổn thương hơn và mình không phải phá mô nhiều ha, chọc qua siêu âm các bạn. Thì có những người người ta chọc cái sở trường người ta chọc hút, nhưng mà người ta không sử dụng cái dụng cụ các bạn, người ta chỉ chọc hút bằng cái siren bình thường thôi. Một số người người ta lại không không thích gì, người ta sẽ sử dụng dụng cụ ha các bạn, sử dụng dụng cụ. Ở đây mình kiếm cái dụng cụ đây các bạn, dụng cụ này rất là đẹp, cái này người ta gọi là cái gân hết các bạn. Nó như cái gân thiệt vậy ha. Khi người mình bóp vô cái cò này các bạn, thì nó sẽ tạo một cái áp lực âm, và mình ghim 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 vô, mình hút hút cái áp lực âm, mình hút tế bào. Thì cái này sẽ, nếu có điều kiện mình sẽ nói mình sẽ quay trở lại nói về cái này. Thực ra cái này không khó, nhưng mà khi mình làm mình phải phải hết sức là để ý tinh tế chút xíu, thì mình sẽ gặt hái được nhiều tế bào, gặt hái tế bào. Một cái dụng cụ nữa các bạn, cái dụng cụ không phải cái gân, cái dụng cụ này người ta thích xài hơn nhiều ha. Đây các bạn, cái dụng cụ này người ta thích xài hơn nhiều. Cái này nó cũng là cái cũng kiểu như cái gân, nhưng mà người ta gọi là cái syringe holder, cái dụng cụ mà nó giữ cái silen. Các bạn sẽ thấy là người ta kéo lên, người ta để cái tay người ta kéo lên thì nó sẽ tạo được cái áp lực âm. Cái này cái giá nguyên bản của nó là khoảng 300 đô la các bạn. Nó qua tới Việt Nam mình trong vòng nửa tháng thôi là mình có cái phiên bản bán 1,5 triệu. Người Việt Nam mình là đụng tới là giờ banh xác rồi. Rất là hay. Như vậy là người ta chọc hút, vì sau này xu hướng người ta vẫn thích chọc qua siêu âm ha. Và đây là cái kỹ thuật chọc chọc hút để chẩn đoán. Đây các bạn, chọc hút người ta thích chọc vô những cái tạng tạng nông, các bạn người nào bạo phổi quá thì khi kiếm cái kim dài chọc vô mấy cái gan. Một cái nữa là cái dịch các bạn, chọc hút dịch. Mình cũng xử lý cái phần dịch này các bạn sẽ thấy là cái dịch này mình kiếm nó ở đâu. Tràn dịch màng phổi đi, dịch mình sẽ thấy là nó thực ra nó có màng 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 dịch màng phổi, màng bụng, màng tim, đủ dịch, đủ thứ dịch hết. Nhưng mà mình hay thấy nè các bạn, cái này màng phổi, như vậy là có cái dịch này. Và người ta rút cho mình một cái một người ta rút cho mình một cái chai nhựa này các bạn, một cái chai nhựa này. Thì mình lấy ra mình làm gì các bạn? Một cái đống dịch này mình làm sao mà mình gạn lọc hơi trong, mình tìm tế bào. Và trong cái kỹ thuật mà của cái thằng giải phẫu bệnh thì tế bào của nó chủ yếu là mình tìm có cái tế bào ung thư hay không ung thư, hay mình không có đi phân tích loại gì cả. Mình chơi vô là hoặc là tế bào bất thường hoặc là không bất thường, không có lằng nhằng gì cả. Thì như vậy là các cái dịch các bạn, màng phổi, màng bụng, màng tim là những cái thứ dịch hay gặp. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là mình hay tiếp cận nhất là cái dịch màng phổi các bạn, màng bụng, màng tim ít gặp lắm các bạn. Màng tim mình thấy người ta chọc chừng 2-3 lần chết ngắt đây. Anh yên tâm, mình không có lo là coi tới coi lui gì cả. Đây là lấy dịch kìa, và cái lấy dịch này khi mình lấy ra thì mình sẽ cũng một cái kỹ thuật dịch các bạn, mình sẽ xử lý một cái kỹ thuật dịch này. Nếu mà các bạn thấy dịch này mà có cặn thì mình làm cell block, mà nó không có cặn thì mình làm mình không có cặn thì mình sẽ làm cái tế bào thôi, dịch tế bào, dịch bán, dịch dịch ổ bụng cũng vậy ha các bạn, dịch màng tim cũng vậy ha. Dịch màng não và khớp thì ít khi các bạn, ít khi mình tiếp cận như cái đó. Tiếp theo một cái kỹ thuật nữa là cái nhuộm các bạn, nhuộm
người ta nhuộm sinh thiết thì người ta nhuộm HE, cái này có câu trắc nghiệm người ta hỏi mình nghe các bạn. Nhuộm sinh thiết thì người ta nhuộm HE, mà nhuộm tế bào bông thì xu hướng người ta sẽ nhuộm Papanicolaou ha các bạn, nhuộm tế bào bông thì người ta nhuộm Papanicolaou. Một số nơi người ta sử dụng máy, bệnh viện đa khoa trung ương sử dụng cái máy à. Còn mình ít mẫu quá, mình sử dụng tay à. Sử dụng tay thì không có cần nhiều. Như vậy là trong kinh điển mình sẽ sử dụng hai phương pháp nhuộm là HE và Papanicolaou à. Một số trường hợp đặc biệt mình sẽ sử dụng phương pháp nhuộm đặc biệt. Đây, nhuộm này nhuộm hai màu à. Một số trường hợp nhuộm đặc biệt các bạn sẽ phải sử dụng phương pháp nhuộm đặc biệt. Phương pháp nhuộm đặc biệt bây giờ ít có dùng lắm, người ta thấy là nó còn có vài câu trắc nghiệm nó dính vô trong đây à. Nhuộm đặc biệt là nhuộm gì các bạn? Thí dụ như người ta nhớ nhuộm cái chất amyloid, một cái bệnh lý nào đó mà liên quan cái chất dạng bột hay là thoái hóa dạng bột thì người ta sẽ nhuộm cái amyloid, thì người ta nhuộm cái phương pháp nhuộm là Red Congo. Như vậy người ta hỏi mình là gì các bạn? Người ta hỏi mình nhuộm cái chất amyloid thì nhuộm phương pháp gì à. Red Congo ha các bạn, thì người ta nhuộm này các bạn. Nếu mà mình mở sách ra mình đọc thì mình sẽ thấy ví dụ như cái thận mà cái vi cầu thận nó lắng động các cái chất dạng bột hay là cái tuyến giáp vân vân, đây cái mô mềm nó có lắng động cái chất màu cam cam à. Thì người người trên cái kính hiển vi quang học thì người ta nói là cái này cái màu cam này nè là nghi ngờ nó là cái gì à. Thì người ta không có cần nghi ngờ nữa mà người ta đè người ta nhuộm cái Red Congo này ra, nếu mà nó ra mà cam 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 à, là coi như là dương tính. Red Congo dương tính các bạn. Này. Cam cam gì? Cái phương pháp nhuộm nữa là cái phương pháp nhuộm. Nhuộm này người ta sẽ hỏi mình gì các bạn? Phương pháp nhuộm PAS này sẽ nhuộm cái gì? À, nhuộm cái glycogen và chất nhầy các bạn. PAS thì cái này sau này mình có tiếp cận thì mình lật lật tài liệu ra mình đọc lại thôi chứ chả cái gì đặc biệt cả ha. Mình học xong mình sẽ quên hết, chủ yếu mình thi xong rồi mình quên hết ha. Thì các bạn thấy cái đây các bạn nhuộm ra đỏ tươi gì nè, các cái chất nhầy ở các cái niêm mạc ha, niêm mạc ruột người ta nhuộm người ta thấy nó đỏ tươi gì nè ha. Thì gọi là cái phương pháp nhuộm pass này, đỏ tươi đấy. Phương pháp nhuộm pass thì nó cho mình ra cái đỏ tươi. Phương pháp nhuộm muci cadmin ha, thì giới thiệu các bạn lưu ý là mấy cái này nó có cái mấy câu trắc nghiệm người ta hỏi mình nha các bạn. Đây muci cadmin người ta cũng nhuộm chất nhầy của cái đường tiêu hóa vậy ha. Và nó ra cái màu khác nó ra cái màu khác, màu ngộ ngộ hơn. Đây khoái như cái màu này ha, màu này xanh dần. À, kia nó ra màu đỏ, thằng kia nó ra màu xanh. Muci cadmin à. Như vậy là người ta nhuộm cái chất nhầy thì người ta nhuộm ra đây. Bên này mình ta nhuộm pass glycogen nó đỏ, thằng này xanh. Hai thằng này bản chất hai này giống hệt nhau. À, thằng đỏ thằng xanh. Thì người ta gọi là nhuộm đặc biệt. Nhuộm trichrome các bạn, như trichrome người ta hỏi nhuộm cái gì các bạn? Trichrome người ta sẽ nhuộm sợi hết các bạn. Ở trong đây nó có là mô liên kết nhưng mà trichrome nó nhuộm sợi collagen, sợi collagen. Đây, nhuộm bình thường nó gan gì? Nhuộm bình thường nó gan gì? Các bạn người ta nhuộm hay ví dụ như mình vô cái trichrome này đi các bạn ha, mình nhuộm cái trichrome. Trichrome stain ha. Thì các bạn sẽ thấy nó nhuộm cái mô liên kết, nó nhuộm ra xanh dần vậy đó ha. Và đặc biệt là xơ gan hết các bạn, trong cái bệnh lý xơ gan hết các bạn. Người ta nói cái này là xơ nhưng mà không ai tin hết. Người ta nhuộm trichrome nó ra nó xanh dần với người ta nói ừ như vậy là sơ ha. Thành ra trong cái đây sơ ha. Sợi collagen nó ra màu xanh. Nhuộm nhuộm trichrome thì nó sẽ cho mình sợi ra màu xanh.
À, tóm lại là cái phương pháp nhuộm mà nhuộm đặc biệt này nhé các bạn, phục vụ cho một số cái thành phần mô mà mình nghi ngờ mình nhuộm đặc biệt, nhuộm dầu đỏ hay red oil, cái một số cái nhuộm vi trùng nó cũng đưa mình cái nhuộm này, nhuộm melanin. Một cái kỹ thuật tiếp theo người ta dùng cái hóa enzyme, cái này nào giờ tôi cũng không có thấy nữa. Mình không thấy, mình lờ đi hết các bạn. Cái kỹ thuật này người ta dùng nhuộm các cái cơ trong cái bệnh lý phì đại đại tràng bẩm sinh. Một cái phương tiện cần cần cho cái giải phẫu bệnh nữa là cho cái công cụ cho cái môn này là kính hiển vi. Kính hiển vi là không thể thiếu cho cái kính hiển vi quang học cho cái môn này. Các bạn nào mà muốn học cái môn giải phẫu bệnh này các bạn, đầu tiên mình cũng phải kiểm tra cái con mắt của mình, cái thị lực của mình. Người ta không tính cái cận với cái viễn các bạn, mà người ta tính là cái người ta ngại nhất là vẫn là loạn thị, hay là con bên hen con bên kia con mà nó không tập trung. Thì như vậy là mình cũng phải thử kính hiển vi, mình có khả năng mình ngồi bao lâu trên kính hiển vi. Nó đòi hỏi cái con mắt mình nó đồng bộ chút xíu để mà mình học cái môn này. Ngoài ra một số phương pháp đặc biệt thì người ta cần kính hiển vi nền đen, kính hiển vi phân cực vân vân. Thì mình chủ yếu của mình là cái kính hiển vi quang học. Một cái phương pháp nữa là cái phương pháp người ta dùng kỹ thuật nhuộm miễn dịch quỳnh quang Thì các bạn đã nghe cái chữ miễn dịch này là các bạn hiểu một cái khái niệm là kết hợp giữa cái kháng nguyên kháng thể. Hôm nay mình coi virus mình thấy cái vụ mà cái mấy cái protein gai này các bạn, protein gai gắn kháng thể vô thì cái tế bào của mình hoặc là cái tissue của mình, cái mô của mình nó cũng có cái kháng kháng nguyên và người ta gắn cái kháng thể vô. Để người ta gắn vô gì, người ta muốn nhận dạng được cái này người ta sẽ gắn thêm cái gọi là cái chất phát quang, phát quỳnh quang ha. Phát quỳnh quang thì đó là gọi là cái kỹ thuật miễn dịch quỳnh quang. Nói về cái kỹ thuật miễn dịch này bao giờ các bạn cũng cũng ghép vô một cái khái niệm là gì, kháng nguyên và kháng thể, một cái primary antibody và cái kháng nguyên antigen thì vô, hai thằng gắn vô. Như vậy là cái miễn dịch quỳnh quang này các bạn, miễn dịch quỳnh quang này nó có một đặc điểm mà người ta rất là ngại là thứ nhất là mình phải sử dụng cái kính hiển vi quỳnh quang mình mới đọc được cái chất phát quỳnh quang này. Cái thứ hai là cái chất phát quỳnh quang này nè các bạn, nó tự nó phân rã. Ví dụ như bữa nay mình làm cái lam ra mình đọc rất là đẹp, nhưng mà vài bữa mình lấy ra mất tiêu nè, không còn màu sắc gì chứ. Thì người ta không khoái cái vụ mà nó bữa nay nó vậy mai nó khác. Thành ra cái kỹ thuật miễn dịch quỳnh quang này ít dùng, người ta hay dùng nhất là trong các cái bệnh lý thận hết các bạn, bệnh lý thận. Là người ta các bệnh lý miễn dịch, bệnh lý viêm vi cầu thận mãn, các cái bệnh lý kháng thể màng gì đó đủ thứ thì nó liên quan tới cái bệnh lý miễn dịch thận người ta hay dùng. Nếu mà còn người ta coi nhỏ nữa thì người ta coi kính hiển vi điện tử đó, các bạn. Cái định kính hiển vi điện tử này nào giờ tôi cũng chưa có thấy nữa. Như vậy là nó sẽ phóng đại rất là những cái vật thể rất là nhỏ. Người ta tiếp theo với một cái kỹ thuật nữa là hóa mô miễn dịch. Hóa mô miễn dịch đây là cái kỹ thuật này là một trong những cái người ta nói là nó cứu cánh cho cái giải phẫu bệnh các bạn, hóa mô miễn dịch. Nếu mà nó gắn cái chữ này là tế bào thì gọi là hóa tế bào miễn dịch các bạn, còn cái mô thì nó là hóa mô miễn dịch. Thì các bạn cũng thấy là nó cũng có một cái mô hình màu à. Gắn 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 như cái nan thun nắng chéo 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 lên. Kiếm cái hình nào nó gọn gọn mình coi. Đây các bạn, đây một cái protein màng, một protein một cái của cái mô gì đó gắn cái kháng thể vô, gắn toàn ten, cuối cùng là nó sử dụng chất màu. Và người ta hay dùng nhất là cái chất màu nâu này các bạn, nó ra màu nâu lúc 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 à. Như vậy là lúc 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 gì là dương tính, lúc 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 gì là dương tính à, chất kháng nguyên cái chất màu nâu. Hóa mô miễn dịch mình nhuộm kiểu gì không biết, cuối cùng nó cũng ra là ở đây người ta cho mình các cái kỹ thuật này nó chung với nhau các bạn. Miễn dịch một cái kết hợp kháng nguyên kháng thể trên xử lý trên cái mô hoặc là tế bào, và mà nó là một
các cái phản ứng hóa học kèm theo thì gọi là hóa môn miễn dịch à. Đấy, để người ta nói về cái hóa môn miễn dịch này tiếp. À, như vậy là cái hóa môn miễn dịch này các bạn, người ta gọi nó là một cái cuộc cách mạng nâu à, cho cái chuyên ngành giải phẫu bệnh này à. Mình thấy nó là mình muốn nhận dạng cái loại nào, mình bỏ thuốc màu vô cái loại đó, thế là nó bắt màu, hóa môn miễn dịch. Như vậy là mình có một cái u mà mình không rõ nguồn gốc, lấy một cái u chung thất ha, chả biết nó ở đâu ra. U này từ biểu mô, từ trung mô, từ thần kinh, từ melanoma, vân vân. Thế là người ta nhuộm một loạt các cái chất đánh dấu ha. Một loạt các cái chân đơn đánh dấu này người ta nhuộm, thế là người ta bộc lộ cái thành phần mà dương tính, lút lút lút, nâu nâu nâu, thế là người ta kết luận nó là cái u có nguồn gốc gì. Cái thứ hai, ví dụ như ung thư vú thì người ta nhuộm EPR rồi các bạn, estrogen progesterone ha. Nếu mà nó dương tính thì người ta điều trị theo một hướng khác, và nam tính thì người ta điều trị theo hướng khác, hoặc là người ta nhuộm cái hợp này, hoặc là EGFA này ha. Thì như vậy là người ta nhuộm, nếu mà dương tính thì cái hướng điều trị của người ta gọi là điều trị nhắm trúng đích hay là điều trị phân tử. Như vậy là cái nhuộm hóa môn miễn dịch này nó phục vụ cho cái điều trị ung thư ha, tiên lượng ha, rất là sâu, và người ta nói là nó điều trị phân tử à. Như vậy là mình thấy đây nó ra ngoài nâu nâu nâu, gọi là một cái cuộc cách mạng nâu ha. Ở đây có một số cái chất đánh dấu này các bạn lưu ý, người ta cũng cho mình một vài câu trong cái chỗ này. Thì trước kia là xu hướng của mấy thầy thành phố Hồ Chí Minh, người ta dịch cái này ra, nhưng vì sao này người ta không chịu dịch các bạn. Các bạn lưu ý là người ta không dịch là người ta để lại những cái dấu tích mà mình có thể thi rất là dễ. Ví dụ như chữ EMA này ha, thì cái chữ epithelial là biểu mô các bạn, hay là cái CA này, cái carcinoma này là mình cũng biết nó là biểu mô ha. Thì những cái chữ đó mình lưu ý, người ta kiểm tra melanoma, HMP, melanoma, lymphoma. Ví dụ như mình nhuộm một cái mô thần kinh hoặc là thần kinh nội tiết, thì các bạn nhìn thấy chữ N này, N, à, thì các bạn đánh đại nó vô, nó sẽ là cái thần kinh. Rồi vậy là người ta chọn cái mặt cơ nào mà nghi ngờ nó là của nguồn gốc thần kinh, thì người ta sẽ chọn cái nào nguồn gốc của cái biểu môn, thì còn nào chung môn thì chọn cái nào. Thông thường người ta sẽ nhuộm một lúc bốn cái luôn, gan nào dương tính thì người ta lụm đó à. Nó có cái hóa môn miễn dịch này, nó giúp cho mình dự đoán điều trị ha, điều trị thì phải tiên lượng. Nó nhuộm cả vi khuẩn luôn hết các bạn, nhưng không ai mà lên bỏ tiền nhuộm hóa môn miễn dịch này để đi nhuộm HP cả ha. Nhưng thực sự là nó vẫn nhuộm được. Một cái lĩnh vực khác, cái trong cái giải phẫu bệnh người ta cũng làm hết các bạn, di truyền học tế bào ha. Thì cái lĩnh vực này mình chỉ giới thiệu cái tên cho các bạn thôi, người nào thích thì đọc sách thêm. Nó rất là đơn giản các bạn, người ta lấy tế bào của cái bệnh lý gì đó, tế bào u của cái gì đó, người ta đem, người ta cấy vô chuột, người ta thấy cái tế bào này nó phát triển, và người ta bỏ thuốc vô, người ta định liều, người ta nghiên cứu về cái tốc độ phát triển, cái khả năng đáp ứng thuốc và cái liều phù hợp, vân vân. Thì nó là một cái kiểu mà nuôi tế bào, cấy tế bào và phân tích tế bào à. Trong cái thế kỷ 20 này các bạn, cuối giữa thế kỷ 20 này, thì mình thấy cái bệnh học phân tử này nó phát triển rất là dữ, rất là sâu rồi. Và mình lưu ý là cái nhóm này nó chủ yếu nó nghiên cứu nhiều hơn các bạn, liên quan tới nghiên cứu nhiều hơn. Ở Việt Nam mình chưa có áp dụng được nhiều, có vài nghiên cứu sinh người ta làm, chủ yếu là người ta làm để làm nghiên cứu sinh à. Nó chưa có phục vụ thực sự cho cái công chuyện chủ yếu là nghiên cứu. Ví dụ như đây mình có một cái kỹ thuật lai tại chỗ, là kỹ thuật lai lọc gì này. Thực ra mình cũng không hiểu nổi cái này nha. Nó là một trong những cái phân tích phân tử à. PCR này thì mình quen rồi, thì PCR này người ta nói rỉ rả à. Một số cái lĩnh vực mà tôi cũng đọc sách thì chứ cũng không thấy nó lần nào hết, cái flow cytometry này hả các bạn, nó cà hết cái u ra, đo nó định lượng cái mấy cái nhiễm sắc thể DNA rồi trong này ha. Thì cái này nó cũng là một cái mảng mà nó liên quan tới chẩn đoán giải phẫu bệnh.
một cái mảng phân tích tế bào tân sinh, thì cái mảng này nó liên quan với cái hồi nãy cái di truyền học tế bào đó. Nó phân tích cái tân sinh cỡ nào, loại protein gì, cái loại này nó đáp ứng với cái thuốc gì luôn ha. À, cái một cái hình ảnh cái nó chạy cái như mình giống như là chạy cái điện di mà protein vậy, nhưng mà cái thằng này nó chạy luôn cái điện di DNA luôn à, thì nó cũng là một cái mạng cắt laser. Các bạn thấy một cái mẫu mô gì nó cắt cắt bình thường xong rồi lên nó mở mắt laser ra nó cắt lại một lần nữa, nó chỉ chừa cái tế bào u thôi để nhuộm thôi. Thì đây cũng là một cái mà bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh họ cũng làm nghiên cứu coi chơi. Thì như vậy là nó sẽ có rất là nhiều cái mảng mảng cực kỳ sâu luôn trong cái lĩnh vực giải phẫu bệnh mà hiện giờ ở đây mình chưa có làm. Nếu nói về cái hóa môn miễn dịch các bạn, thì bệnh viện Ung bướu Cần Thơ họ làm cái hóa môn miễn dịch à, còn cái đại học y dược mình thì chưa có làm à, chưa có làm. Cái mục tiêu thứ bảy này các bạn thấy cái thứ bảy này là hiện giờ nó gọi là telepathology ha, nghĩa là mình cái một cái giải phẫu bệnh số hay là giải phẫu bệnh từ xa, bệnh học từ xa. Thì như vậy là nó bây giờ nó có một cái công nghệ các bạn, hai cái công nghệ nổi nổi bật nhất là một cái là cái kính hiển vi số ha, các bạn có một cái kính hiển vi các bạn nhét cái lam lên ha, thế là cái đầu bên kia người ta không cần kính hiển vi và người ta mở cái điện thoại thông minh ra người ta coi, nên kinh khủng lắm ha. Như vậy là cái này nó cũng là đã trở thành hiện thực rồi, như các bạn không phải là lâu dài gì cả. Đây ở đâu đó người ta gửi cái hình qua cho mình, cái ruột này à, cái anh này anh bác sĩ này anh mở lên cái anh lấy cái iPad rồi anh mở lên anh coi à. Thì các bạn thấy là cái này à, bỏ lên đâu cái kính hiển vi gì đó, kính hiển vi số, thế là ở cái đầu kia người ta mở lên ta coi. Như vậy là nếu mà mình có một cái kính hiển vi số á các bạn, và mình có ở đầu kia người ta bảo kê cho mình à, người ta chịu đọc cho mình à, đây người ta chịu chịu đọc cho mình, ta mở lên ta sẽ đọc cho mình, thành ra là về tương lai cái giải phẫu bệnh của mình rất là khỏe ha. Ở không như là người ta làm cho mình lãnh lương thôi, ha. Rất là sướng à, như vậy là người ta giới thiệu cho mình một cái gọi là cái kính hiển vi số à, và một cái gọi là telepathology ha. Như vậy là để mình có một cái kết nối, mình đầu tiên mình có kính kính có camera, có cái gắp cái công nghệ số vô ha. Cái thứ hai là mình có cái người đọc cho mình chỉ vậy thôi, thế là mình giải quyết được. Một cái nữa là cái scan cái lam các bạn, scan cái lam thì các bạn nói về cái scan cái tờ giấy thì dễ quá ha, nhét vô cái máy là ép ra nó ra giống hệt cái tờ giấy kia. Ở đây nó scan cái lam, scan slide, đây là cái máy à, nó scan thì các bạn thấy dù như cái ruột thừa nó nguyên khoanh vậy nè. Scan cái lam này lên cái mạng thì là gọi là lam ảo các bạn. Không kể mình coi trên tivi là thực công nghệ thực tế ảo và cái gì cũng ảo hết trơn, thì qua giải phẫu bệnh mình cũng có lam ảo à. Thì mình lên trên bộ môn mình học mình sẽ có một cái kho lam ảo à, kho lam ảo này rất là nhiều à, các bạn mở ra các bạn bấm vô trong này nó zoom 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 lên coi, bấm chỗ nào nó zoom chỗ đó, bấm vào chỗ nào nó zoom chỗ đó à. Thì đó là cái công nghệ mà hiện giờ người ta cũng phát triển cái lam ảo này hả các bạn. Lam ảo này các bạn nếu mà mình người nào mà có chút công nghệ các bạn sẽ vô lấy cái này vô vô trong mạng để mà mình lục cái kho dữ liệu gọi là cái người ta lục cái kho dữ liệu người ta gọi là cái slide library, cái ngân hàng. Ở đây mình có một cái list này các bạn, họ có cái kho dữ liệu kinh khủng ha, và họ cho các bạn, họ không có cái đây một cái là làm ảo, một cái lab làm ảo mà họ bỏ lên không có thiếu cái gì trên trên hết, không có thiếu gì hết. Tuy nhiên các bạn thấy là cái lam này thời gian đầu nó nằm lót trên mạng các bạn, không biết nó chuyển sao không biết, nhưng cuối cùng nó qua tới mình thì nó nhẹ à, thí dụ như các bạn gì ha, các bạn bấm vô đây zoom 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 lên coi sướng lắm à. Mình không cần cầm cái lam mà mình chỉ đọc trên cái máy tính này à, đây. Toàn bộ cái này là lam ảo hết, nhưng mà các bạn phải
phải load nó vô về 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 máy của mình ở dưới cái dạng là sóng, cái dạng nó đang chạy ở đây trên máy tôi chưa có load xuống, để bữa nào load sẵn luôn, bấm vô nó zoom 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 lên. Như vậy là các bạn đi thực tập cho bên bộ môn, các bạn sẽ thấy là cái tới cái vụ mà lam ảo này, lam ảo này rất là hay. Cái bệnh gì cũng có chứ. Thì như nói là cái thế kỷ 21 mà bệnh học số này, thì có nơi người ta không cần kính hiển vi, chỉ cần mình chuyển cái dữ liệu qua là người ta đọc cho mình. Và người ta nói là cái tiềm năng của cái này rất là lớn, liên quan tới hội chẩn, kiểm định chất lượng, vân vân. Thì như vậy là ở cái thế kỷ mình là làm ga lam là có thể là gửi đi ga lam đi đi gửi cái hình ảnh đi khắp nơi để người ta đọc. Vậy là rất là sướng. Tóm lại là cái trong cái giải phẫu bệnh mình xử lý cái phần thịt người sống và cả thịt người chết luôn, mình xử lý cả phần tế bào luôn. Một số cái kỹ thuật sâu hiện giờ là mình sẽ thấy là cái hóa môn miễn dịch và cái sinh học phân tử. Sinh học phân tử thì nó hiện giờ nó cũng mang tính chất nghiên cứu, và một cái số cái nó cũng đã ra cái sản phẩm thương mại rồi. Còn cái một cái hỗ trợ cho mình rất là nhiều là một cái kính hiển vi số và cái scan hay scan slide. Scan slide mình không không đầu tư để mình mua cái máy scan gì mình scan hết các bạn. Mình không đầu tư cho cái đó, mà mình đi tìm những cái người ta scan sẵn, mình làm cái dữ liệu để mình học. Scan một cái lam này cái dung lượng nó rất là lớn nha các bạn, kinh khủng lắm á. Scan cái lam này, lam ảo này là một cái dung lượng rất là lớn. Nhưng mà bây giờ thì người ta có thấy là cái cách nén, cái cách làm sao không biết mà nó nhảy lên trên mạng, nó chạy cũng nhẹ hiều vậy đó, nhưng mà nguyên bản của nó lót xuống là rất là nặng. Rồi mình học tới đây mình hết rồi các bạn, mình hết rồi. Alo, chào lớp trưởng, mình học tới đây mình nghỉ hết lớp trưởng, tuần sau mình học bài bệnh học u. Rồi chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Dạ cảm ơn thầy.